giờ sao mày mận gì? Giờ mày phụ nhét lá vô chứ sao? Vô chưa 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 mày phụ nhét lá vô cái mương đi đó, lấy lá vô. Nhét lá vô cái mương là cái gì? Làm được không? Làm được coi, mày đứng lên nghỉ. Mày vô ngủ. Xin chào các bạn, hôm nay tụi mình xuống nhà của dì Su Su để gói bánh. Nhà dì Su Su có đám để quần áo Su Su. Dạ, thương hiệu Su Su ở chợ Tân Hào nghe quý vị. Su Su của chợ Tân Hào đó. Đó. Quý vị nào có nhu cầu mặc đồ đẹp nhất hay là đồ rẻ nhất, đồ gì đẹp gì nhất, cũng nhất, nhất hết đó là cứ tới tìm dì Su Su. Ở chợ Tân Hào nghe quý vị. Còn sống ở đâu? Dạ. Sống ở bóng dạ. Trời ơi, tôi không có biết cái gì nghe quý vị. Đây là bánh ít bột ngọt hả gì Su? Bột lá lông mơ. Bánh ít là lá lông mơ. Bánh ít lá lông mơ. Nhân ngọt. Dạ. Thôi đừng có cho con nhiều nghe gì Su. Cho 20 con 20 cái thôi. Dạ. Ủa mà cho vậy thằng Nhâm nó mới chửi chứ mới thôi. Cho hai cho bánh ít nó bảo chú bà bất khùng cái gì mà cho tôi hai cho. Nhà tôi 4-5 người mà cho một hai gặp mấy người không có răng là lúc cộng mẹ nó hết cái rồi. Mẹ này quay qua cái mương. Nặng người ta thấy đường. Đây, nghe sĩ quý gói bánh ít nghe quý vị. Đẹp không? Dạ, đẹp. Đẹp giống chủ. Dạ. Rồi quá sai rồi. Đúng. Đúng rồi. Để vậy quảng cáo giùm cô thằng này nấu miễn phí không lấy tiền. Miễn phí không lấy tiền. Chết nữa. Con này chuyên gia là đi nấu miễn phí. Dạ. Không lấy tiền. Tàu thì cứ ai mà đề nghị cái vụ tiền là nghỉ không có nấu. Dạ. Từ thiện đâu thì cứ kêu. Nấu từ thiện luôn hả? Ừ. Dạ. Chừng nào về cho 1,5 triệu được rồi. Nghe nấu. Nấu ngon rất là ngon. Nấu ngon rất là ngon. Nấu như coi như là chai mặn đều được. Chị xin thì giữ nè. Chưa. Chị cho số điện thoại đi cô. Chết nữa. Con điện thoại hết á. Con trả điện thoại trả. Có cái hình nè. Có cái hình luôn nữa hả? Có cái hình luôn. Vậy hả? Có cái cạc quy dích luôn. Cái cạc quy dích. Mày thấy tao đi đám cưới chụp hình ai cũng nói trời con cho vô lẹ. Người nào cũng xót của mình mà chui vui. Đây đó. Bà chưa tép dầu. Chưa đây, tao tép mày bỏ tép. Bánh lá mơ nghe quý vị. Nhân dừa nghe quý vị. Nhân dừa đậu xanh với đậu hồng. Dạ. Cái này mình hấp mấy tiếng gì Su? Hên xui con. Bây giờ muốn hấp mấy tiếng là chút xíu nữa ra hỏi ông chủ hấp. Ông chủ hấp luôn. Vậy là người hấp là ông chủ hả? Là riêng. Rồi đẹp quá. Cái này là cái tàu lá dừa nước của mình đó mấy bạn. Xếp thành cái hộp nè. Dừa nước thì xếp thành cái hộp. Tao có quay xếp đó. Dạ. Chứ qua tôi quay. Thấy mấy bạn thấy Đình Ông Bến Tre Đảm Đang không? Đó, Đình Ông hấp bánh. Câu ngọc nhọc ngàn nhất là qua đó. Dạ. Thấy không? Gái Bến Tre đẹp em mà tới đẹp. Già cũng còn gọi là đẹp lão quý vị. Chưa già mới có sồn sồn mà. Không, con không nói gì Su Su. Ừ, vậy hả? Dạ. Vì Su Su mới sồn sồn thôi. Mới sồn sồn là chưa già. Cũng giống như mà vừa khô mà nó hơi rám rám vậy đó. Cái kiểu mà rám rám nó khó ăn dữ lắm. Nhai nó cũng được con. Đó, ông chủ hấp bánh đó thấy không? Dạ. Thôi mình đừng dùng cái từ đó, mình dùng cái từ ship chen đi cho nó đẹp. Cái ship chen nghe nó dễ thương không? Giống như đi vô thầy làm bệnh đó, cái thằng con không nói chứ. Bữa nay bảo không khỏi cần mở xích treo. Đâu rồi, kiếm đâu rồi, trời ơi, bãi thấy bãi đi rồi. Trời ơi, bà cười lên. Thì có nhiêu bánh gì Su? 220 cục bánh. Ôi ôi. 7kg nếp. Ôi ôi. Mấy chục cái nhân? 16 cái dừa, nửa kg đậu. Bánh tre dưa dừa. 4kg đường. Dạng nhiều quá chừng dừa luôn quý vị. Đó nè. Nhưng là nhân dừa luôn nè. Đó. Xa xa đằng kia có cái chị xinh xinh đang nắm cục nhân dừa đó quý vị. Thôi em ăn một cục.
Còn mày ham hai nữa rồi đấy. Một phụ nữ đảo đang của 2018 sắp hết. Nó ăn một cục lên một cục mà mày chia mày nó đâu có chịu. Cái đường á. Lâu quá không được ăn mấy cái này. Đây, nhân dừa nè quý vị. Đó, nhân dừa nè quý vị ơi quý vị. Ăn này họ chẳng không. Ăn ngon không sao đâu, ăn chết luôn. Ngon không sao đâu, quá trời. Ngon chị. Vậy chứ cái bột này lạc mà. Em khen ngon, chị có cho em ăn nữa không? Cho. Trời ơi, ông nội ơi, ăn hồi chắc nghĩ xàm chảo nữa quá. Chị con nó hả thiếu rồi, xào vừa. Thơm á. Quyên, Quyên ơi, rồi để riêng con mình. Ừ, để riêng đi, không để chung nè. Sao vậy? Mình lấy riêng đi. Từ nay con bị ghim rồi. Bột này là bột lạc hà, bột lạc, dạ. Bột lạc mà lá rau mơ, lá rau mơ hèn chi, tại vì nó thơm mùi lá rau mơ quá hì. Thơm mùi gì? Thì coi như mùi gì cứ nói bình thường. Dạ thì mùi lá rau mơ. Vậy đó nè. Nhưng mà thay lá rau mơ thường hồi đó người ta nói cái mùi gì ta? Phải không? Vậy hả? Kêu lá rau mơ là gọi lá của mình ra mình miền ngoài á. Con bóc ra con có tay nữa đâu. Đó, nhúng vỏ mình nhúng vô dầu như vậy nè quý vị. Bật lên rồi. Đó, bỏ vô. Nhúng dầu để cho nó không có bị dính. Cho cái bánh nó bóng giận lên nhìn nó đẹp. Nhìn thấy cái mặt mình trong đó luôn á. Là mình để sẵn luôn các bạn. Cái bóng vậy đó mới muốn ăn. Đang làm. Đó. Đó, giò chưa có được mịn không nghe. Không cần phải mịn, hấp lên là nó tự bóng. Ờ vậy ha. Hấp lên là nó tự bóng. Không cần phải mịn, cần cổng lạc giò láng. Ở đây chỉ có một mình dì Su Su là hấp bánh, mấy bạn muốn dì Su Su là muốn hấp mấy tiếng thì hấp. Đó. Muốn ăn nào dở ra. Ăn thoải mái, sống chính không quan trọng. Không thành vấn đề. Nè để cho quý khách. Nè muốn ấy là banh ra nhìn đó, nó mở vô. Lỗ nhỏ quá, cái lỗ nhỏ. Lỗ bự ra. Ghê vậy. Đó, đó. Nè. Cái lỗ nhỏ quá. Lỗ nhỏ quá. Cái cục thì nó bự phải không? Cái cục bột nó bự. Cái cục bột nó bự quá, nó nhét vô không được. Cái cục nó bự. Dạ. Cái cục nó bự, còn cái lỗ này nhỏ. Dạ. Mình phải banh nó ra. Đúng rồi, mình phải banh nó ra. Banh nó ra ha, nó bự quá. Rồi, vậy là nó vô liền à. Cái đó để dầu ăn nhiều nhiều cho nó trơn chứ không mấy nó rít dịch à. Dính. Hư cái cục bột hết. Nè bánh đây nhìn nè, đó. Rồi anh cho quý nó biết làm bánh rồi. Sao? Dầu ăn. Không mà nhà anh Xu thuận trong nhà tao không? Tao với hai lọt là nghỉ mà. Bỏ ra đây ngồi mới giúp con. Bánh này là lót lá chuối vô. Mày cho con này, mày cho con này. Lại quý sao bánh à. Thôi kệ cho Tùng đi, giãn mắt chặt lại đưa cho nó. Dơ. Mày nói giờ tao ngay sinh nhật tao, không nghe mày nói. Ngày sinh nhật thứ hai á tụi bay. Bắt từ hồi rồi bắt năm rửa sát có kêu vậy đó chứ. Happy 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 chú vô đi. Kêu nguyên 15 chứ trong anh về đó hát đây. Chị happy new year nghe. Đó. Đẹp chưa? Đẹp. Khen đẹp rồi có cho thêm không? Thêm gì? Bánh. Trời ơi biết có cho bánh không? mình quay video để ép bả phải cho mình mà bả nói như vậy bả lộ liễu mình có tình theo. Vậy chứ giờ sao? Thiệt cái tình. Tôi còn suy nghĩ mà chưa mà. Tôi còn mặc. Đấy đó vậy tôi để nhóc của quý. Tươi rồi ơi.
Sĩ Quý đang đem bánh đi hấp nha quý vị. Đó. Đi theo tôi nha. Ừ. Đó đi thẳng đường sau á mà đi ra tới ổng mà. Cái nhà đó, nhà bếp đó. Có hai con bò. Ờ con bò ra quay con bò. Đúng rồi ra quay con bò luôn. Thôi. Đây. Chú đang hấp bánh như gì? Chú đảm nhận vai trò hấp bánh. Cái này quan trọng nhất đi hiến chú. Sống hay chính là nhờ vào chú hết á. Một mẻ vậy là hấp mấy cái chú? Đầy luôn. Quý nó giả đem đồ nghề ra chờ. Chị kia quý. Chị kia đem cho ta. Vậy là mấy tiếng chú? Hên xui. 20 phút. 20 phút rồi. Mình phải biết nhiêu giờ chứ hên xui gì. Mình kinh nghiệm mình làm bánh mà hiến chú. 20 phút là ok. Dạ. Quý đứng sao mà gãi củi hết Quý. Không thành già nhỏ bé mà. Để gỗ đây luôn không? Ừ. Để cái gỗ để ngồi chất bánh vô chứ. Chất bánh chín á. À, để gỗ khác. Hay chất cái dáng. Không có cái đồ rồi. Có đâu có mâm dĩ rồi. Đó, chất đầy rồi đậy lại. Muỗng đó mình để lên làm gì chú? Để nó lại chín chút. Con để cái đó là nó nhanh chín đó hả? Đó bí quyết nha quý vị, bí quyết gia truyền nha. Rồi. Chú nói khi nào cái nắp dung nó lên hơi là chín đó quý vị. Thơm khói thơm mùi lá. Nó lên hơi là cái hơi bốc lên mình bay mùi á phải không chú? Đúng rồi. Đó, chùm bằng củi này quý vị, củi dừa ở nhà nè. Đó. Thấm thoát 20 phút trôi qua rồi quý vị. Đó. Thơm quá. Bánh nó chuyển màu. Vậy là chín rồi hả chú? Đó. Là mình để đây hay là bưng vô trong chú? Bưng vô trong. Đó, bánh chín xong rồi mình để đây nè quý vị. Cho nó ráo xong rồi mới đem về nhà. Đó. Bánh chín cái màu nhìn đã quá, nhìn là biết dầu nhìn không bị dính nè, ha, nè, bóng, mà nó đẹp quá trời luôn ha, ơi mở ra đi cô Quý, đâu rồi rồi cái mặt vô thấy mặt cái trống không nó bóng á, thấy cái mặt bóng không nè, đó, đó, đâu coi bánh, nè, thấy chưa, đẹp chưa, nó mơ, nó mơ, trót lọc, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp.
các bạn hay quá đẹp, thấy cục nhân luôn quá ba mấy bạn ơi. Đây là bột mỏng đó quý vị. Thấy cục nhân luôn nè, thấy không? Ngồi gì xô ăn. Đó, trời ơi. Đẹp quá. Ông chủ hấp khéo quá, trời khéo luôn chủ ơi. Bà chủ khen ông chủ. Bà chủ khen ông chủ đó mà. Anh đi hấp khéo quá. Anh đi hấp khéo quá. Đã quá ha. Hấp bánh tới mấy chục năm rồi mà. Năm dỗ là phải có bánh. Là năm nào cũng năm đó là dỗ hai lần. Là năm nào nhà cũng cũng tự có bánh hết. Nhưng mà chỉ có bánh ít thôi, không có bánh tét. Dạ. Sắp lên cúng ông bà. Bữa nay đám dỗ mừng tuần ông nội. Bây giờ là mình phải sắp lên. Sắp lên cúng trước rồi mình mới được ăn. Ăn thử sao. Dạ. Đó, vậy đó. Để cho ăn trước. Ông bà ăn trước. Quý ơi. Nè bưng phụ lên quý. Nhà hai ba cái tên quý. Đây kêu quý, cái nhà hai đứa đi. Hồi nãy nghe con cũng nghe em kia tên Như nữa. Con kia Như. Dạ, thử bánh đi quý vị. Ghê thế. Hay chưa? Cách rứt bánh ra phần nữa kìa. Kinh nghiệm mà, kinh nghiệm đầy đầy luôn á. Này chắc của ông chủ dạy chứ đâu. Đó, rất vậy là tôi thoải mái luôn nè. Dạ. Qua ngày sau nó ăn nó ngon luôn. Đó mình lấy mời. Dạ vâng, xin cảm ơn. Đó. Dở mỏng quá. Thì vậy á, nhưng nhiều mới ngon chứ bột không ăn ngán ngán nha. Bột không ngon lắm. Mình mà mình mua ở chợ toàn bột không à, không có nhân. Nè, coi nè. Bột dứa. Cái vậy mới ngon á. Đẹp không? Dạ, bột dứa. Mình quý nó ăn ngọt. Mập quá ăn ngọt cũng vậy đâu. Mập quá ăn cái gì cũng mập cho nên cứ ăn đại đi đừng có sợ. Hen gì cơ. Ngon quá. Dạ. Mình mẹ để ngày mai cho nó ngon. Đúng rồi. Một năm có bán hai lần. Có hai cái đám dỗ. Năm hai cái đám dỗ. Hai cái đám dỗ. Năm nay lên được 4 cái. Hỏi tao về tao mừng dâu quá. Năm 19 tuổi. Nay tao nhiêu rồi? 51 tuổi là một năm dỗ hai cái. Giờ lên được 55 tuổi là một năm lên 4 cái.